Bạn đã muốn tìm Ark Free Fire, Ark Roblox thử vận may uy tín chất lượng? Ghé ngay realgi.net, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria kêu mình. Một buổi sáng ngập tràn drama và các vấn đề về report bắc lỗi đấy của cái sự kiện bánh xe nhân phẩm. Tôi cũng chưa bao giờ thấy quả bánh xe nhân phẩm nào nó nhiều lỗi như này. Đấy, thì nhiều anh em đã giúp và tổng hợp lại các vấn đề về bánh xe nhân phẩm. Thì nói chung là anh em hiện tại nếu mà chơi bánh xe nhân phẩm này thì không nên mua mấy hộp súng, tại mua mấy hộp súng nó toàn nhảy ra đồ khác thôi. Đấy, kỳ dị lắm anh em ạ. Thì bên Navify họ đã có thông báo về việc sẽ có đền bù cái vấn đề bánh xe nhân phẩm này. Đấy, ở trên page chính thức đó là: xin chào các bạn, hiện tại chúng tôi đã ghi nhận lỗi về sự kiện bánh xe nhân phẩm và đang tiến hành xử lý lỗi, đang tiến hành xử lý sửa lỗi. Đấy, chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn về kế hoạch đền bù vật phẩm sớm nhất trong ngày hôm nay sau khi lỗi được sửa. Rất mong các bạn thông cảm vì sơ suất này. Trân trọng đội ngũ vận hành Gala FIFA Việt Nam. Thì nói chung là sẽ có đền bù. Đền bù như nào thì chúng ta cũng sẽ chờ. Chúng ta sẽ chờ bên Gala FIFA xem là gọi là sửa như nào. Chắc chắn là sẽ có đền bù nha anh em nhá. Đấy, anh em nào mà chẳng may dính này mấy cái lỗi ở này thì anh em cứ thoải mái lên, vô tư lên và cười lên đi em ơi. Đấy, bởi vì là sẽ có fix lỗi thôi, còn sửa như thế nào thì hoặc là đền bù như nào thì chúng ta cũng sẽ chờ sau. Có thể tôi đoán là sẽ đền bù lại kim cương mà chúng ta đã dùng. Hiện tại ấy, thì cái sự kiện bánh xe nhân phẩm này vẫn chưa được sửa vào thời điểm 10 rưỡi sáng nay. Thì đây, ví dụ như là mua 7 hộp AK, tự nhiên lại nhận quả tóc ngày đỏ, chả liên quan gì cả. Đấy, chả liên quan gì cả, chả hiểu gì. Đấy, chả hiểu kiểu gì. Đấy, test một loạt ra anh em để, tại vì có một số anh em, đặc biệt là anh em trên top top ấy, thì có hỏi ấy, thì tôi cũng bảo là qua kênh YouTube của tôi giải thích. Tại vì trên top top cái khoảng thời gian nó cũng rất là ngắn. Đấy, cho nên là mình cũng không giải thích được hết. Đây, tôi test một số cái hộp nha. Tôi test 15 hộp này xem nó có vấn đề gì không. Cái này chắc không bị sao. Cái này chắc không bị sao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có mặt. Căn bản là cái bánh xe nhân phẩm này nó cũng rất khó để mà sửa lỗi. Tại vì nó đến từ một cái cơ chế tương đối phức tạp. Giảm giá riêng ở từng vật phẩm nó khá phức tạp. Đấy, mua mấy ống súng này nhảy ra bộ đồ dậy đi ông cháu ơi. Cái bộ đồ ấy nghe tên thì ghét rồi. Cái bộ đồ ấy thề tôi nghe tên ghét, bộ đồ ấy vãi trưởng, dậy đi ông cháu ơi. Đấy, bộ dậy đi ông cháu ơi này. Không phải gì nữa. Gì nữa, 127 hộp này. Ra được cái hộp đùa ra bộ đồ chiến binh nữ sinh này vãi trưởng. Đấy, cái hộp cái hộp AK dòng lửa thì sẽ ra bộ dậy đi ông cháu ơi. Còn cái 7 hộp khẩu P90 thì ra cái áo nhá. Ra cái áo nữ sinh, chiến binh, nữ sinh. Đấy, nữ sinh, chiến binh gì đấy, không nhớ tên. Đấy. Mua cái hộp này ra áo đại ca hổ báo, chả liên quan gì luôn. Thế mua 7 cái hộp và shotgun để ra áo đại ca hổ báo. Đấy, thì anh em chú ý là mấy cái hộp súng như là mấy cái hộp súng bị sai hết sao ấy. Và mấy hộp súng bị sai hết. Đấy, thì anh em chú ý mấy hộp súng nhá. Thì chung là đừng mua mấy hộp súng, còn mua mấy gói 999 kim cương thì vẫn được. Mua mấy gói trang phục thì ok, còn mấy hộp súng mà nó bị sai lung tung xòe. Đấy, nó sai lung tung beng. Thì hy vọng là bên Gala Vify họ đền, chắc là đền bù lại kim cương thôi. Chắc là họ sẽ đếm tổng cái lượng kim cương mà người chơi đã tiêu, sau đó đền bù lại kim cương. Và ngoài ra nó còn số một số những cái lỗi nữa, ví dụ như là mua kim cương mua thì nó lại bắt là tính theo kim cương tổng. Đấy, nó khó chịu hơn. Một số bạn hỏi là tại sao hôm nay là ngày quốc khánh rồi mà các bạn ấy vào trong hệ thống membership thì không thấy cộng thêm 30% sự kiện ưu đãi nạp kim cương. Thì cái này tôi nói thật là tôi không biết, hay là anh Gala quên nhỉ. Đấy, hay là anh Gala quên nhỉ. Hay là quên. Đấy, thì đúng như theo cái thông báo ở trong membership ấy, thì là đến những ngày đặc biệt, 10 ngày đặc biệt trong năm, bao gồm Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán, Dỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải Phóng Miền Nam, Quốc tế Lao động, Ngày Quốc Khánh, Halloween, Black Friday và Giáng Sinh, thì sẽ có nạp 30%, khuyến mãi nạp 30% kim cương. Đấy, và từ cái đợt mà thay đổi cái trang membership này thì ngày gần nhất
chính là ngày quốc khánh, chính là ngày hôm nay. Nhưng mà hiện tại nhiều anh em truy cập vào trong trang này cũng chưa thấy sự kiện nạp 30% im mừng đâu. Thì không biết cái này bên Nga Na có chạy hay không, thì hy vọng anh Nga dán chạy để cho mọi người được nạp. Đấy, còn hiện tại nếu mà anh em muốn có những khuyến mại đặc biệt thì có thể ghé qua đó là Reaki Store, để bán rất nhiều bộ tai nghe cách âm chống ồn. Và anh em giúp ta chơi FIFA, chơi Liên Quân, chơi tựa game di động nó ok hơn. Bên cạnh đó thì hôm nay nhân ngày quốc khánh sẽ có những cái khuyến mãi rất là tuyệt vời dành cho anh em khi mà ghé qua Reaki Store và mua mình đó là tai nghe hoặc là mua quà tản nhiệt nhá. Mua quà tản nhiệt thì vẫn sẽ được tặng một bao tay memo kéo tâm vút đầu hết nước chấm, đường link tham khảo để cho phần mô tả dưới phần comment. Ok, hôm nay thì ở trong cái bánh xe nhân phẩm ấy, sáng nay không biết anh em nào mua con Suzy chưa, thì tôi mua rồi và tôi sẽ chơi kiểu hack tiền với Suzy cho anh em xem. Thì con Suzy này nó có một cái hay ấy, đấy là khi mà bạn bắn vào đối phương mà bị đánh dấu ở kỹ năng của Moco ấy hay là kỹ năng của bất kỳ nhân vật nào thì anh em sẽ được cộng thêm tiền đấy vào nhân vật. Và con này hack tiền rất là kinh nhá. Đây tôi bắn cho anh em xem. Đấy, con này nếu như mà anh em có thể hạ gục đối phương, con này hack tiền dã man luôn. Đấy, đánh dấu đối thủ, con này đúng sinh ra dành cho tử chiến luôn anh em ạ. Và ui là trời, một cháo. Đấy, giết địch đã được 200 xu rồi. Đấy, được thêm 500 xu anh em ạ. Vãi trưởng và bường thì thằng này đấy lên cộng 400 xu nữa, 900 rồi. Và bắn lòng hoàng cái 900 xu mày chết. Và tôi hạ thằng này phát, hạ thằng này phát thì đồng đội tôi sẽ được xu. Đấy, đồng đội tôi sẽ được xu nha anh em nhá. Cứ mình giết mấy thằng đánh dấu, đồng đội hạ thằng đánh dấu được xu, được một mớ xu luôn. Đấy, được 1400 tiền anh em ạ. Và double kill, để em double kill nhá. Còn tôi không hiểu nếu mà tôi làm quả quát ra kill thì bao nhiêu xu đấy. Làm giết hai mạng, ăn hai mạng 2300 xu đủ mua AWM luôn. Dã man con ngan ạ à. Này như anh em nhìn tiền nó sung xuê luôn này. Tiền này thằng địch nó chơi lại tôi hiểu gì. Đấy, khẳng định mấy anh em vậy luôn. Tiền này thằng địch nó chơi lại tôi hiểu gì luôn. Mà không thể nào mà đỡ đâu. Nếu mà tôi mang theo hiệu thợ săn thì còn được nhiều tiền hơn nữa. Phải trưởng và bưởng luôn. Thì phải nói rằng là con Suzy này ấy, ở trong sinh tồn thì nó cũng khá bình thường. Đấy, tại vì trong sinh tồn thì chúng ta cũng sẽ nhặt được xu nó khá thừa thãi. Nhưng mà trong tử chiến nó quá mạnh luôn. Đấy, nhân vật hack một đống tiền luôn. Đúng nhân vật bắn như hack tiền ạ. Vãi trưởng và bà vườn. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí Uriaki. Đến vị trí Uriaki bắn luôn. Và chơi và làm một thằng ăn 500 xu, 400 xu rồi. Đấy, gấp đôi hạ cũng bình thường luôn. Bình thường chúng ta được có 200. Đấy, được 400. Vãi trưởng, ui xôi, hồi bắn hai thằng 800 xu. Thế địch lấy cái gì ra mà đỡ mình trận sau ạ. Và trận sau nó có buồn liệu rồi thôi, địch cũng chết. Đấy, làm thêm thằng nữa, triple kill. Ai cha, chít thịt, thịt đó thôi. Thịt đó cho tôi, triple kill, cầm 1700 xu. Và lại cộng thêm với xu trận sau nữa là bao nhiêu ạ? 2800, trời. Hết nước chấm, chấm phát hết nước luôn. Nói chung là con Suzy quá mạnh. Đấy, thật sự con Suzy này nó rất mạnh ở trong chế độ tử chiến nhá. Anh em nào leo rank tử chiến mà đặc biệt anh em mà có súng to đấy, game 3 phát tôi đóng luôn mấy cái buff từ cái bản đồ kho báu. Dã man bất khả chiến bại luôn. Cầm súng này anh em bảo địch đỡ mình kiểu gì. Đấy, đồ đạc mình như này rồi, súng này, mũ giáp kiểu mũ 3 giáp 3 mới game 3 mũ 3 giáp 3 súng xong lại mua buff của cái bản đồ nữa. Thế địch đỡ mình kiểu gì ạ? Đỡ vào mắt luôn. Mỗi tội là kỹ năng Suzy này nó sẽ yêu cầu phải mang thêm kỹ năng Moco. Đấy, để mà có thể hiệu quả tối đa. Nhưng mà mạnh thật. Đấy, trời, ăn mạng đầu tiên 500 xu đập vào mồm. 500 xu bình thường được 300 xu, giờ 500 xu rõ ràng là một sự khác biệt. Đấy, rất là lớn luôn. Sự khác biệt quá ghê gớm, tiền gọi là dồi dào dư giả. Tôi công nhận là mang theo kỹ năng này hay. Đấy, mang theo cái kỹ năng của con này đặc biệt là chơi tử chiến solo rất hay luôn, tiền rất nhiều, lấy tiền đè người. Đấy, lấy tiền đè người luôn. Ai trời ơi. Đây là combo lấy tiền đè người anh em ạ. Và cầm mấy nghìn xu đập vào mồm địch. Lấy tiền đè người luôn. Hay không? Trời ơi, thằng này lú ở đây. Lú cái đầu lú ở đây luôn. Lú ra chết. Đấy, mà đánh dấu còn lâu chứ. Chỉ cần đánh dấu bằng kỹ năng của nó thò ấy, hạ của một đối thủ đánh dấu toàn bộ địch ấy. Xong rồi team mình ập vào phát ăn một lô tiền. Úi trời ơi, 3.300 tiền đồ đạc, tiền năm như này. Địch cửa nào bật anh em? Không một cửa bật nha anh em nhé. Hôm trước tôi test cho anh em Suzy này, tôi đã bảo anh em rất mạnh rồi. Đấy, bây giờ lấy chính thức nó ở server Việt Nam ghép vào với các kỹ năng của Moco và Otho, Moco cộng thêm với cả một kỹ năng chủ động nữa, tùy anh em thể lấy con Hummer này cũng được để có cái máy bay ở đánh cũng đánh dấu đối phương luôn.
Thế máy bay của con này khi mà nó hút vào người đối phương ấy thì nếu mà chúng ta gây sát thương thì nó đánh dấu đối phương. Bạn này còn đánh dấu nhỉ? Bạn trước này còn đánh dấu, bạn này tôi không nhớ nữa. Đấy, để tôi gọi nó ra. Hình như bạn này nó không đánh dấu nữa hay sao ấy. Nếu mà không đánh dấu anh em mang kỹ năng con khác. Đấy, u là trời. Và nghề một quả mang kỹ năng ngó tho đánh dấu nguyên team địch luôn ạ. Vãi trưởng cũng là bắn này. Úi dồi, tiền nảy vậy là căng đét luôn. Đúng là combo lấy tiền ném vào mặt địch luôn. Lấy tiền đè người luôn, là trời, buya luôn. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ri, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, là đẹp trai, là xinh gái nha. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Bye bye.